Hello anh em, hôm nay mình sẽ giveaway mấy cái đồ phát sóng không dây, video không dây này. Nằm im nha, để ba làm việc nha. 2, 3, 4. 4 cái bộ phát tín hiệu video không dây giá siêu rẻ chỉ có. Mình sẽ giveaway cho anh em 2 bộ. Inky, thiết bị tên là Benbox, là một thiết bị phát sóng video không dây băng tần kép, hỗ trợ hệ điều hành Windows và Mac này, điện thoại iOS là Apple hoặc là điện thoại Android luôn. Hàng China, website và một số cái thông tin sản phẩm, độ phân giải video chấp nhận băng tần, trọng lượng các thứ, pin 2500mAh. Một cái hộp Benbox, cái này chắc là đồ phát sóng wifi này. Lừa dối khách hàng. 3 cáp USB. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là một cái thiết bị truyền video không dây rẻ nhất mà mình từng biết, rẻ hơn rất nhiều so với các thiết bị phát không dây thông thường. Nó sẽ luôn luôn ở trên 10 triệu đồng. Nhưng mà cái thiết bị này thì... Và tất nhiên là nó sẽ có nhiều chức năng giới hạn không thể bằng được những cái thiết bị kia. Tuy nhiên mình nghĩ là nhiều anh em sẽ cần điển hình, đó là mình. Nhất là trong những cái trường hợp mà cần diễn sâu deep mà tự quay phim một mình như thế này, thì muốn để mình ở 1/3 ở giữa hay là ở đâu thì mình cần phải tự xem được màn hình, check qua laptop hoặc là qua điện thoại. Khá là tiện dụng. Tuy nhiên là cái thiết bị này thì không dùng để live stream, bởi vì cái độ trễ và cái chất lượng hình ảnh cộng cái số khung hình trên dây đôi khi nó sẽ bị... À bây giờ thì mượt rồi. Nói chung là nó có thể nhìn hình ảnh được và độ trễ của nó khá là thấp, nhưng mà không có thấp đủ để mà chúng ta live stream. Cộng với lại đôi khi thì nó bị drop frame mà nó bị giật khung hình ấy, cho nên là nếu mà để live stream đấy lại giật rồi, thấy không? Nên là để mà check, để mà xem hình ảnh thì ok. Ok, bây giờ mình test độ xa nha. Cái setup của mình thì sẽ bao gồm là con XT4 nè, xong rồi truyền HDMI ra cái Benbox, xong từ cái Benbox truyền không dây vô cái điện thoại này. Rồi, bây giờ mình sẽ test độ xa nhá. Bởi vì cái này nó không có bị nó không truyền qua cái vật che được, có nghĩa là nếu mà cản như vậy là sóng nó không xuyên qua được những cái vật che, không xuyên qua người, qua tường được. Cho nên chúng ta sẽ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 33 34. Vẫn còn ok lắm. Chúng ta sẽ vẫn thu được. Nói chung là tín hiệu trong khoảng 50m đổ lại mình thấy xem được, check màn hình được. Thì 2,5 triệu dùng được. Cái tiện dụng thứ hai là của cái truyền Benbox này là nó có thể điều khiển được quay phim anh em ạ. Đây là cái cam Sony nhá. À, cái cam Sony mình truyền tín hiệu không dây qua bên này để mà check hình ảnh, và chúng ta có thể bấm quay phim được, dừng quay phim. Wow, chụp ảnh. À, chụp ảnh thì không được, tại vì Sony đó là riêng cái việc là khi mà trình chuyển qua chế độ quay phim thì mình không chụp ảnh được. Đấy, quay phim. Và cái chức năng điều khiển quay phim này thì nó hoạt động trên Panasonic, Sony, còn riêng mình đang xài Fuji thì lại chưa có hỗ trợ. Mà nếu mà anh em nào đang xài Panasonic thì nó còn điều khiển được cả ISO, tốc khẩu nữa cơ. Theo như hãng
nói thì là những cái firmware tiếp theo thì họ sẽ update để mình có thể cố gắng hỗ trợ hết tất cả các dòng máy. Đối với một cái mức giá 2,5 triệu như thế này thì anh em có thấy hào hứng không? Yo, như đã hứa thì mình sẽ tặng hai cái bộ này dành cho anh em nào chơi game đúng thể lệ mình nêu ở phía bên dưới nhé. Còn thực sự thì đối với những anh em nào mà dùng camera nào mà nó truyền qua điện thoại sóng tốt và cái wifi của camera đó tốt, dẫn đến là chúng ta xem được trên điện thoại tốt đó, thì thực ra bộ này không cần thiết lắm. Nhưng mà rất là nhiều camera ở trên thị trường hiện tại truyền cái điện thoại và tín hiệu nó rất là giật, chụp ảnh thì được chứ quay phim sẽ rất là khó. Nên là suy nghĩ nhé. Và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.